Hello, xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Lu Live Vlogs. Và bây giờ là Lu sẽ làm gì đây con? Giờ hai chị cháu sẽ làm gì đây? Em dưa hấu. Xay dưa hấu. Làm xin tối dưa hấu ha. Rock melon and milk. So much juice. Ba có tới gì? Tìm đi. Rồi, ok. Và milk. Milk. And maybe we make the sugar. Đó. Hồi nãy cho lấy cho Út bịch hủ đường thôi. Milk. Wow. So great. Thấy được không? Được. He has sugar. Okay, không để mình quên. Okay. Rồi bây giờ thì ấn xuống đúng không? The first day, the first time I do that. Oh, cái gì phải tự nhiên. Oh, okay, I have this one. Okay, finished.